Xin chào các em, hôm nay cô lại hướng dẫn các em cái cách vẽ đường đi của một tia sáng xuất phát từ một cái điểm S sau khi phản xạ trên ba gương phẳng thì lại quay trở lại S. Và đề bài người ta thường cho như sau: cho ba gương phẳng ghép lại thành một cái lăng trụ có đáy là một tam giác đều giống như hình vẽ. Và chúng ta có ba gương phẳng, đó là gương phẳng G1, gương phẳng G2 và gương phẳng G3. Sau đó người ta sẽ yêu cầu chúng ta là một điểm sáng S nằm ở trong tam giác, và hãy vẽ đường truyền của tia sáng từ điểm S này sau khi phản xạ liên tiếp trên mỗi gương một lần thì lại quay trở về S. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ như sau. Cô sẽ vẽ sơ đồ tập ảnh cho các em tiện theo dõi nhé. Từ S này, sau khi phản xạ trên gương G1 này thì sẽ được ảnh là S1 đi. Sau đó phản xạ trên gương G2 này thì được ảnh là S2 này. Và tương tự như vậy, phản xạ trên gương G3 sẽ được ảnh là S3. Sau đó tia phản xạ phải đi qua S. Thế thì dựa vào tính chất đối xứng, đó là chúng ta sẽ phải lấy S1 là ảnh của S qua gương G1, nên mình sẽ lấy S1 đối xứng với S, nên khoảng cách từ S1 tới gương G1 sẽ phải bằng khoảng cách từ S tới gương G1. Do đó cô sẽ lấy S1 đối xứng với S qua gương G1 trước này. Cô sẽ hạ đường vuông góc. Đó. Và cô sẽ lấy đây là S1. S1 sẽ đối xứng với S qua gương G1, nghĩa là khoảng cách từ S1 tới gương G1 thì sẽ phải bằng khoảng cách từ S cho tới gương G1. Tiếp tục cô sẽ vẽ ảnh S2. S2 đối xứng với S1 qua gương G2. Vì thế, khoảng cách từ S2 tới gương G2 phải bằng khoảng cách từ S1 tới gương G2. Bây giờ cô lại hạ đường vuông góc và cô lấy đối xứng. Đối xứng này là đối xứng qua gương G2 nhé, đến gương G2 đây này. Đây chính là S2. Khoảng cách từ S2 tới gương G2 thì phải bằng khoảng cách từ S1 tới gương G2. Sau khi cô xác định được S2 rồi thì cô sẽ đi xác định S3. S3 đối xứng với S2 qua gương G3. Vậy cô sẽ vẽ khoảng cách từ S2 tới gương G3 thì sẽ phải bằng khoảng cách từ S3 tới gương G3. Vậy cô xác định gương G3 này, phương, đây là gương G3, phương của nó mình sẽ kéo dài ra đây, đây chính là phương của gương G3. Và mình hạ đường vuông góc xuống. Hạ đường vuông góc xuống. Sau đó chúng ta lấy đối xứng. Đây chính là S3. Khoảng cách từ S3 tới gương G3 phải bằng khoảng cách từ gương G3 tới S2, vì hai cái này nó đối xứng với nhau, S3 đối xứng với S2 qua gương G3. Sau khi chúng ta xác định được ảnh S3 rồi, ảnh S3 chính là ảnh trên gương G3. Và tia phản xạ trên gương G3 mà chúng ta cần vẽ là tia phản xạ phải đi qua S. Vì thế chúng ta sẽ vừa vẽ tia phản xạ đi qua S, nhưng mọi tia phản xạ thì đều phải có đường kéo dài đi qua ảnh S3. Thế nên cô sẽ nối S với S3. Trước gương thì vẽ bằng nét liền, và sau gương thì sẽ vẽ bằng nét đứt. Đó, đây cô đã tìm được cái điểm tới trên gương G3, cô gọi nó là điểm I3 đi. Điểm tới trên gương G3 do tia phản xạ trên gương G2 chiếu tới. Mà tia phản xạ trên gương G2 thì lại phải có đường kéo dài đi qua ảnh S2. Thế nên cô sẽ nối I3 với S2. Sau gương chúng ta vẽ bằng nét đứt, và trước gương thì chúng ta sẽ vẽ bằng nét liền. Cô sẽ tìm được cái điểm cắt nhau, và điểm này cô gọi nó chính là điểm tới I2. Điểm tới I2 này là do tia phản xạ từ gương G1 chiếu tới. Mà tia phản xạ từ gương G1 chiếu tới thì lại phải có đường kéo dài đi qua ảnh S1. Thế nên cô lại nối S1 với I2. Sau gương cô vẽ bằng nét đứt, và trước gương thì cô vẽ bằng nét liền. Cô đã tìm được cái điểm này là điểm tới trên gương G1. Cô gọi nó là I1. Và cô nối S với I1. Cô nối S với I1. Đây chính là tia tới gương G1, S, I1.
Đây chính là tia phản xạ trên gương G1, I1, I2 và nó cũng đồng thời là tia tới gương G2. Sau đó cô sẽ vẽ tia phản xạ trên gương G2, cô chỉ vẽ chiều nó thôi. Đó. Và tia cuối cùng của chúng ta là tia phản xạ sau cùng đi qua S, là nối I3 với S. Chúng ta được tia sáng cần phải tìm. Đấy. Vậy chúng ta quan sát lại hình vẽ của cô. Và nếu như mà chúng ta cần phải trình bày các bước vẽ thì chúng ta sẽ trình bày như sau. Chúng ta làm nào chúng ta vẽ được thì chúng ta nói thế đấy. Vậy hồi nãy các em lấy S1 đối xứng với S qua gương G1 đúng chưa? Vậy các em cũng sẽ gạch đầu dòng ra. Em ghi là lấy S1 đối xứng với S qua gương G1. Sau đó lại lấy S2 đối xứng với S1 qua gương G2. Lấy S3 đối xứng với S2 qua gương G3. Nối S3 với S. Đây, nối S3 với S. Cắt gương G3 tại I3. Nối I3 với S2. Cắt gương G2 tại I2. Nối I2 với S1. Cắt gương G1 tại I1. Nối S1 với I1 và đánh chiều chuyển của tia sáng S, I1, I2, I3 và quay về S như hình vẽ ta được tia sáng cần phải tìm. Đấy. Cảm ơn các em đã theo dõi video của cô. Xin chào và hẹn gặp lại.